Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Tiếp tục những cái video hoa nở trong vườn ngày hôm nay thì ngày hôm nay mình gửi đến mọi người một tuyệt tác năm cánh trắng vọng đào. Xin mời mọi người ngắm nha, hai hoa nở tự nhiên. Chúng ta thấy được hai bông hoa nở tự nhiên trên một cái thân khỏe cho nên là hoa rất đều và đẹp. Chúng ta đang được nhìn thấy đây là năm cánh trắng vọng đào, hoa nở đẹp nhất có thể được. Không bị lỗi các cô chú anh chị ha. Thường thì những cái hoa kích thì nó sẽ xảy ra những cái lỗi vặt, nhưng mà đây là hoa nở tự nhiên và đúng vào mùa của hoa phi điệp nữa, cho nên chúng ta sẽ thấy được cái bông hoa năm cánh trắng vọng đào với vẻ đẹp đẹp nhất có thể được. Đây là một trong những mặt hoa cao cấp từ trước đến giờ, giống ở trên thị trường thì nó cũng không có nhiều đối với cây vọng đào này. Nguyễn nhận xét một cái khung bông rất là cân đối đối với mặt hoa vọng đào này, rất thích. Cây này mọi người nhìn thấy năm cái cánh của nó nè, trắng tinh luôn ha. Và cái cánh vai của nó nhìn rất hay, đẹp. Ba cánh đài rất là cân đối luôn. Nói chung về bộ cánh của cây này thì không chê vào đâu được ha. Và chiếc mũi thì trắng tinh rồi, đương nhiên mặt hàng cao cấp mà. Đôi mắt đẹp, đôi mắt sắc lẹm luôn ha, rất là gọn. Rất vui khi ngày hôm nay cây vọng đào nó nở thật sự xuất sắc để cho các cô chú anh chị và các bạn chúng ta ngắm. Những anh chị nào mới chơi lan thì chúng ta nghe những cây mà năm cánh trắng A, năm cánh trắng B, năm cánh trắng C, nhìn tới nhìn lui thì thấy cây nào cũng giống như cây nào, đúng không các cô chú anh chị? Điều đó là đúng, và đối với những người mới chơi thì nhìn nhận như vậy là không có gì sai. Nhưng mà anh chị nào đã bước chân vào những cái dòng năm cánh trắng rồi, đã từng chiêm nghiệm qua những mặt bông rồi thì nó có sự khác biệt rất lớn đối với từng mặt hoa, đúng không ạ? Ví dụ như bên này là những cây năm cánh trắng người đẹp Bình Dương đang nở trong những ngày qua, mọi người đã xem rất nhiều rồi. Thì mọi người xem lại cái bông người đẹp Bình Dương đây ha. Đó, với một khuôn bông khác, cũng là năm cánh trắng, cũng hai đôi mắt, cũng mũi trắng thôi, nhưng mà khuôn bông nó khác, bộ cánh nó khác, đôi mắt nó khác, cái lưỡi nó khác, ha, toàn bộ là khác. Còn đây là cây vọng đào của chúng ta. Đẹp quá, quá đẹp. Ngoài ra thì trong vườn Nguyễn cũng đang có cây năm cánh trắng vọng xưa. Vọng xưa cũng mới hé trong ngày hôm nay, thì phải 2 ngày nữa cái cây vọng xưa này nó mới đẹp để Nguyễn quay cho mọi người xem nha. Nụ rất to và nụ này là nụ tự nhiên luôn, không phải là nụ kích. Thế cho nên chúng ta sẽ được ngắm một tuyệt tác vọng xưa trong những ngày tới. Còn đây là chậu năm cánh trắng bà dì, mình cũng đã quay cho mọi người xem trong video hoa nở ngày hôm qua ha. Chúng ta cùng xem lại bông bà dì. Cây này thì năm cánh trắng, mắt cũng xước đậm và chiếc mũi có một màu hồng ha. Đây là cây năm cánh trắng bà dì. Còn kế bên này là một bạn người đẹp, không phải người đẹp Bình Dương mà là mắt hí Bình Dương. Mắt hí Bình Dương đây mọi người nè. Đôi mắt của nó nhỏ nhỏ hí hí như thế này thôi. Đúng cái tên là mắt hí Bình Dương luôn ha. Với chiếc mũi đậm làm tâm điểm. Đây là cây mắt hí Bình Dương. Cũng có hai hoa thôi. Còn cây người đẹp Bình Dương thì quá rực rỡ rồi. Không cần phải diễn tả thêm về cây người đẹp Bình Dương này nữa. Chúng ta đã xem rất nhiều những cái video về hoa nở của cây người đẹp Bình Dương ở trong vườn Nguyễn rồi. Đúng không ạ? Và bên này Nguyễn đang có một chậu hồng mỹ nhân. Cũng đang nở xuất sắc luôn mọi người nè. Hồng mỹ nhân thì nó vẫn đẹp từ xưa cho đến bây giờ rồi. Về giá trị cây thì mình không bàn ở đây, nhưng mà về vẻ đẹp cây thì nó vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp từ trước đến giờ, đúng không? Và để khép lại video hoa nở trong vườn ngày hôm nay thì lần nữa mọi người chúng ta cùng ngắm lại hoa năm cánh trắng vọng đào mọi người nha. Một tuyệt tác của thiên nhiên. Và đây chính là mặt hoa nở đẹp nhất có thể được để cho chúng ta ngắm. Và Nguyễn cũng xin chào tạm biệt, rồi lại hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những video hoa nở trong vườn tiếp theo nha.